trước mắt các bạn là màn khạc lửa hết sức ấn tượng đến từ khẩu Type-02A do Trung Quốc sản xuất. Thứ vũ khí này có thiết kế cơ bản gần như tương tự với các mẫu súng phủ lực cổ điển được sử dụng trên chiến trường châu Âu trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai. Nhưng do được chế tạo dựa trên công nghệ của thế kỷ 21 nên Type-02A khá nhẹ, chỉ nặng vỏn vẹn 14,5kg khi được nạp đầy nhiên liệu và có tầm bắn lên tới 30m, nhưng rất nhiều so với các sản phẩm thế cũ. Trong quá khứ, những người lính dùng súng phủ lực kiểu này thường trở thành mục tiêu hàng đầu của các đội súng máy hoặc bắn tỉa. Tuy nhiên, đứng trước kẻ thù ẩn nấp trong hang động chính là quay co thì đây vẫn là loại vũ khí hữu dụng nhất tất cả. Dù vậy, nhưng do cơ chế sát thương tàn bạo và mức độ rủi ro cao, nhiều cường quốc đã chủ động loại bỏ các súng phủ lực kiểu này ra khỏi biên chế, nên sản phẩm của Trung Quốc gần như không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm trong thời điểm hiện tại.